Bạn quá mệt mỏi với việc không thể dậy sớm, đi học trễ đi làm muộn, một chiếc đồng hồ để bàn mini sẽ là trợ thủ đắc lực báo thức giúp bạn dậy đúng giờ. Hôm nay shop Nhật Việt xin giới thiệu một mẫu đồng hồ để bàn mini có báo thức được bán rất chạy tại Nhật, hãy cùng khám phá xem chiếc đồng hồ này có gì hot nhé, đồng hồ báo thức Seiko xuất xứ Nhật Bản. Là thương hiệu lớn, uy tín trên toàn thế giới, tính năng đa dạng được tích hợp, cài đặt chuông đồng hồ dễ dàng, điều chỉnh âm lượng vừa phải, báo thức hiệu quả thiết kế đơn giản, tinh tế, độ bền sản phẩm luôn làm hài lòng người dùng. Seiko mang đến nhiều mẫu đồng hồ báo thức cơ, báo thức điện tử hiện đại cho khách hàng lựa chọn, phân khúc giá cao, mã SPB078W6DPTP, kích thước 8. 5 x 14, 8 x 5,3 cm với chất liệu, khung nhựa. Seiko có khá nhiều chức năng hay ho như chức năng lịch hoàn toàn tự động lên đến 2099, nhiệt độ và độ ẩm phạm vi đo nhiệt độ 0 độ C đến 40 độ C độ chính xác đo cộng trừ 2 độ C phạm vi đo độ ẩm 25% AS đến 85% AS độ chính xác đo cộng trừ 8%, 25 chức năng thông báo hết pin tinh thể lỏng, màn hình hiển thị vừa phải tầng 6. Hệ thống 12 giờ, hệ thống 24 giờ có thể chuyển đổi, đối với những người muốn đơn giản và chất lượng thực tế cao màn hình hiển thị thoải mái cũng rất tiện lợi đồng hồ radio tiêu chuẩn nhận sóng vô tuyến với thông tin thời gian chính xác đồng hồ tự động hiệu chỉnh thời gian hiển thị khi đang sử dụng đặt nó gần cửa sổ nơi dễ nhận sóng vô tuyến nhất có thể tránh những nơi phát ra tiếng ổn vô tuyến, khi không nhận được sóng vô tuyến, nó hoạt động với độ chính xác thạch anh, ngoài ra, có thể không nhận được chính xác ở những nơi sau, xin lưu ý về đồng hồ Seiko Made in Japan, bên trong tòa nhà, trong thung lũng của tòa nhà, dưới lòng đất, gần đường dây cao thế, tháp truyền hình, đường tàu điện trên cao, TV, tủ lạnh máy điều hòa không khí máy lọc không khí máy tính cá nhân fax vv gần các thiết bị gia dụng và thiết bị oa địa điểm xây dựng gần sân bay nơi có giao thông đông đúc vv nơi xảy ra hiện tượng nhiễu sóng vô tuyến trong một phương tiện ô tô tàu hỏa máy bay vv gần các nguồn nhiễu radio khác trên hoặc gần đồ nội thất bằng kim loại như bàn làm việc bằng thép Tùy theo điều kiện có thể nhận ngay cả ngoài vùng phải thu, nếu như bạn muốn đặt trực tiếp trên website Amazon có rất nhiều khó khăn đó chính là không có thẻ thanh toán Visa, không biết ngoại ngữ để giao tiếp. Việc mua hàng, vận chuyển cũng khá phức tạp, vận chuyển hàng bị thất lạc mất hàng. Cũng có thể xảy ra, vì vậy việc lựa chọn một đơn vị order hàng Nhật giá rẻ là điều rất cần thiết để mang về cho mình món đồ yêu thích nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi cần order hàng nhật về việt nam uy tín shop nhật việt đã nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ mang đến cho khách hàng những lợi ích thiết thực nhất